Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam Expo đã chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô hơn 900 gian hàng của 850 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hội chợ lớn nhất từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường nội địa và tăng cường xuất khẩu. Hội chợ cũng là nơi để các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội và đối tác tại Việt Nam. Việt Nam Expo năm nay có các triển lãm theo chuyên đề gồm ngũ kim và dụng cụ cầm tay, cảnh quan và làm vườn và điện tử gia dụng. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 lượt khách tham quan hội chợ từ nay cho đến hết ngày 7 tháng 12.